ai cũng than tiệm nail ế quá trời, ở Washington thì cũng ế nha các bạn. Bữa nay chủ nhật nè thì Ngân đóng cửa dẫn mấy bạn đi đến một nơi mà chắc chắn các bạn sẽ có thể muốn đổi nghề nha. Đây là đàn vịt của Ngân nè, à không, đàn ngỗng cho nó sang. Nail ế thì mình đi chăn vịt nha các bạn. Nói đùa với mọi người thôi chứ đây là thành phố La Corner nè, có rất là nhiều ngỗng, biệt là tháng 3 và tháng 4. Đây là ngỗng trời nha các bạn. Bạn ngỗng này bay rất là xa luôn. Các bạn có thể bay được 4 tiếng không ngừng nghỉ. Có thể bay 60 tiếng. Những chú ngỗng này đến từ nước Nga. Tin chưa? Và đặc biệt là đất nước Siberia. Mới vừa tìm hiểu đó. Đặc biệt là những chú ngỗng này bay theo đàn. Và những chú ngỗng đầu đàn sẽ thay phiên nhau. Một con mệt mỏi thì con khác sẽ thay phiên. Đó mà chúng có một đàn đông đúc luôn đi chung với nhau. Khi nào thấy chúng đi riêng lẻ. Những chú ngỗng này, ngỗng này nấu cháo chắc rất là ngon phải không các bạn? Mỹ sao Ngân không thấy ai bán thịt ngỗng hết, chỉ có thấy bán pate ngỗng thôi. Những chú ngỗng này thì mình săn bắt hợp pháp nhé. Từ tháng 10 đến tháng 1 thôi, thời điểm hiện tại thì không được săn ngỗng nữa. Ngắm từ xa thôi nha các bạn. Đây là chú ngỗng nhà mình. Hôm nay cuối tuần, thời tiết ở đây rất là đẹp, lên đến 70 độ, ngay đúng ngày chủ nhật nữa. Thế là cả nhà kéo nhau đi vùng quê chăn ngỗng này các bạn. Cảnh ở đây đẹp tuyệt vời. Năm nào nhà mình cũng đến đây thư giãn hết, vừa ngắm hoa, vừa xem ngỗng, vừa thưởng thức không khí trong lành. Không biết mấy bạn thì sao, chứ đối với Ngân, việc thư giãn và bên cạnh gia đình là rất cần thiết. Đây là thời gian quý báu nhất của mình, thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Ai nói ở Mỹ buồn, chứ đối với Ngân, nếu mà bạn biết sắp xếp cuộc sống thì cuộc sống vẫn rất là thú vị. Đường về mình bắt gặp cả một đàn ngỗng bay rợp trời luôn, đẹp như một bức tranh luôn á. Dù mình thích sống ở thành phố đông người, việc đi về vùng quê thư giãn là điều không thể thiếu. Thật là bình yên phải không các bạn? Các bạn có dịp đi đến Washington thì đừng quên ghé thăm thành phố này nhé.